Tú Vân Mobile xin kính chào các bác. Ở trong video này thì em giới thiệu cho các bác một số mẫu máy iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin ốc, tức là zin chưa vặn một con ốc nào, hàng tuyển chọn chưa bung mở, chưa qua thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì và còn áp suất zin chống nước. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin theo máy thì của cây này rất là cao, còn 93%. Cây máy này thì có mã số là 183Q. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 11 triệu 200 nghìn. Đã bao gồm miễn phí ship tặng phụ kiện, bảo hành 12 tháng và thay pin miễn phí trong 12 tháng. Bao zin không zin tặng máy. Để đặt mua chiếc máy này thì mọi người có thể tra mã số trên website tuvanmobile.com và đặt trực tiếp ở trên website. Đường link của website thì bên em đã để ở phía dưới phần mô tả. Hoặc mọi người có thể liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666. Cả hai số này của bên em thì đều có Zalo, mọi người có thể add Zalo và bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mọi người. Tiếp theo em giới thiệu cho mọi người một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99, đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin theo máy thì cái này pin dưới 80 nên là bên em sẽ thay luôn cho mọi người một viên pin dung lượng cao. Và khi mà thay pin thì bên em cũng có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người, chứng minh máy của bên em bán cho mọi người là hàng zin chưa vặn có ốc nào. Và lần mở máy để thay pin cho các bác là lần mở máy đầu tiên. Chiếc máy này thì có mã số là 659P. Máy này thì bên em để cho mọi người mức giá là 7 triệu 900 nghìn. Tiếp theo thì em cũng giới thiệu cho mọi người một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB. Máy này thì có màu đen mọi người nhé. Về ngoại hình thì máy đẹp 99, đẹp rất là xuất sắc. Về tình trạng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Và cái này pin zin thì cũng dưới 80 nên là bên em cũng sẽ thay tặng pin mới cho mọi người. Cái này thì có mã số là 225G. Cái này thì em cũng để cho mọi người mức giá là 7 triệu 900 nghìn ạ. Tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Cái này pin zin theo máy thì còn 85%. 85% thì một mức nó cũng không phải là cao lắm. Nhưng đây là pin zin theo máy, chưa qua thay, chưa qua kích mọi người nhé. Và về vấn đề pin thì bên em có bao mọi người là thay pin miễn phí trong 12 tháng. Nếu pin của mọi người xuống dưới 80%, gửi về bên em sẽ thay cho mọi người một viên pin chất lượng, dung lượng cao. Nên là về pin thì cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất nó là hàng zin mọi người nhé. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Và hàng của Việt nó là hàng zin chưa đụng ốc cả, chứ nó không phải là zin bình thường như những shop khác hiện tại đang bán trên thị trường. Cái này thì có mã số là 352A. Cái này thì bên em để cho mọi người mức giá là 17 triệu 200 nghìn. Tiếp theo cũng là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp khoảng 98% mọi người nhé. Máy này thì có trầy xước rất là nhẹ ở xung quanh viền. Đấy, hình ảnh chi tiết thì mọi người có thể xem ở trên website. Tuy ngoại hình của máy không được hoàn hảo nhưng so với trên thị trường thì đây vẫn là một cây máy hàng chất mọi người nhé. Tại vì nó là hàng zin chưa vặn một con ốc nào. Nói chung là cái chất lượng máy thì nó mới là cái quan trọng nhất. Hàng zin thì nó mới là quan trọng nhất, chứ nó không phải là máy đẹp hay là pin cao hay là bất cứ một cái vấn đề gì khác mọi người nhé. Cái này thì pin zin theo máy còn là 87%. Máy có mã số là 345C. Cây hàng zin ốc zin áp chưa bung mở. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 14 triệu 800 nghìn. Bảo hành 12 tháng miễn phí ship tặng phụ kiện chất lượng, bao zin không zin tặng máy. Và ở bên em thì mọi người còn được hưởng một chính sách nữa,
là bên em cho mọi người dùng thử mọi người nhé, không ưng thì mọi người có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Tiếp theo em giới thiệu cho mọi người một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp xuất sắc như mọi người có thể thấy. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Cái này thì viên pin theo máy còn rất là cao, pin theo máy còn 96% mọi người nhé. Chiếc máy này thì có mã số là 623K. Chiếc máy này thì bên em để cho mọi người mức giá là 6.400.000 ạ. Tiếp theo cũng là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64 GB. Cây này thì có màu trắng. Về ngoại hình thì máy cũng đẹp chín chít, đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc, zin ốc, zin áp nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa, chưa bung mở. Viên pin theo máy thì cây này còn 83% mọi người nhé. Cây này thì em để cho mọi người mức giá là 5.900.000. Tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Cái này viên pin theo máy thì còn 86%. Máy này thì có mã số là 577B. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 11 triệu 800 nghìn mọi người nhé. Tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99. Như mọi người có thể thấy, máy rất là đẹp, hầu như là không có vết gì cả. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Cây này thì pin zin theo máy còn 88%. Đây là một cây có mã VNA và còn hộp mọi người nhé, còn cả dây sạc theo máy. Cái này thì bên em để cho mỗi người mức giá 7 triệu 900 nghìn. 7 triệu 900 nghìn mọi người nhé. Bảo hành 12 tháng, miễn phí ship, tặng phụ kiện chất lượng. Bao zin không zin tặng máy. Cây cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay là một cây iPhone 8G phiên bản quốc tế 64 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin theo máy thì cái này pin còn khá là cao đối với dòng 8G, pin 89%. Mà tìm được hàng zin ốc mà đẹp xuất sắc như này là rất là hiếm mọi người nhé. Cái này có mã số là 665D. Cái này bên em để cho mọi người mức giá là 3 triệu 200 nghìn mọi người nhé. Đối với dòng 8G thì bên em cũng bảo hành cho mọi người trong 12 tháng. Đến đây thì em xin kết thúc video. Trong quá trình xem video, mọi người có ưng với chiếc máy nào thì mọi người có thể vào trực tiếp website tuvinmobile.com, tra mã số và đặt hàng trực tiếp ở trên đó. Đường link website thì bên em đã để ở phía dưới phần mô tả. Cách thứ hai thì mọi người có thể liên hệ với bên em qua hai số hotline có trên màn hình 0818 463 888 hoặc 0763 911 666. Cả hai số này thì bên em đều có Zalo. Bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội. Đối với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code, mọi người được phép kiểm tra hàng thoải mái khi nhận hàng trước khi thanh toán tiền. Với phương châm là hàng chọn giá thấp thì ở trên video các bác xem máy như thế nào thì khi các bác nhận được tình trạng nó sẽ đúng chính xác là như thế. Và ngoài ra thì bên em có những chính sách rất là đảm bảo cho mọi người khi mà mua hàng online, đó chính là dùng thử không ưng hoàn tiền và bao zin không zin tặng máy. Em xin kính chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.